Đừng nhìn ả thần lằn này nhỏ bé mà khinh thường, bởi mụ ta có thể sao chép công phu và hình dạng của bất kể ai. Tiếng là thần long đại hiệp nhưng Po vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đối phương liên tục chuyển dạng tung đòn khiến cậu không thể nào xoay sở kịp. Đến lúc mụ hợp thể thì còn ghê hơn nữa, hiện nguyên hình thành con quái vật chả giống ai, mụ điên cuồng lao đến tấn công như vũ bão, khi đáp đất thì lại biến thành Po. Liệu cuộc chiến giữa hàng thật và pha ke bên nào sẽ giành chiến thắng thì mời mọi người đến với siêu phẩm 2024, Công Phu Panda 4 ngày thôi nào. Sau khi trở thành thần long đại hiệp, Po thường đến những nơi đầu đường xó chợ để cứu giúp người dân. Cậu chạy băng băng trên cây cầu đối đầu với con cá đuối, nó đã thành tinh linh có thể bơi cả trên trời. Bị Po tung một sút vỡ mồm nó cay cú phản đòn, có điều gấu nhà ta né kịp nên không thiệt hại về người, chỉ có cây cầu là bị chẻ làm đôi. Không dừng lại, con thủy quái lao lên lần nữa, nó quậy loanh toanh bành khiến Po còn đúng một cái cọc gỗ để bấu víu. Cậu đứng một chân nhìn quanh quần, đám trẻ chứng kiến cảnh ấy sợ muốn tè rầm, không hề bảo nhau mà đồng loạt chạy vào nhà. Gấu nhà ta thì vững vàng không hề lo lắng, đợi con quái vật phóng khỏi mặt nước, cậu gầy mũi khởi động tung chiêu. Lợi dụng cây gậy làm đòn bẩy, Po lao lên không trung tung cú đấm. Trong lúc con thủy quái còn đang chóng váng, cậu luôn ra sau tóm lấy đuôi nó, quấn quanh mùng vô hiệu hóa đòn cắn của đối thủ, đồng thời khống chế luôn đôi cánh cho nó khỏi bay. Cứ như thế Po hạ đo ván con quái vật, cưỡi nó đáp xuống cây cầu một cách ngầu lòi, cuộc giải cứu đám trẻ đã thành công mỹ mãn. Lúc này Po mới nhận ra mình trễ giờ khai trương tiệm mì, cậu chạy vắt gió lên cổ tới địa điểm tổ chức. Đám trẻ kéo nhau ra đón chào thần tượng, không ngừng hò hét xin Po chữ ký. Trong lúc cao hứng Po vẩy bút mà chẳng để ý, bản thân vừa viết bậy lên mặt sư phụ, cũng may nay là ngày vui nên ông không tính toán, Po lấp liếm vài lời rồi chạy tới khán đài. Cậu lấy ra cây trượng trí tuệ mà Quy lão cho tặng bắt đầu flex, tất cả chỉ nhằm mục đích quảng cáo cho nhà hàng. Tuy rằng ngũ hiệp vắng mặt nhưng buổi khai trương vẫn diễn ra vô cùng thành công. Đang trong tiết mục giao lưu cùng fan hâm mộ thì sư phụ cắt ngang, ông yêu cầu Po đi theo mình vì có chuyện muốn nói. Giống như mọi khi Po leo những bậc thang bằng cả tính mạng, còn chưa kịp thở thì sư phụ thông báo tin động trời. Po cần tìm đệ tử kế thừa danh hiệu thần long để bản thân tiến tới một mức cảnh tu mới, người lãnh đạo tâm linh của thung lũng hòa bình. Nghe mà nhức cái não, Po có ý trả lại cây trượng, bởi cậu thích tự do cho rồi võ thuật. Tuy nhiên cốc hòa bình không thể thiếu linh hồn tông sư, si phu chốt kèo sáng sớm mai cử hành tuyển đồ đại hội, nói rồi ông ấy bỏ đi mặc Po chưa hiểu chuyện quái gì. Tuy nhiên vốn đam mê võ thuật lên, Po cũng có mặt từ sớm, đứng trên võ đài không ngừng la hét cổ vũ các thí sinh. Sau tiết mục châu chém hoa quả là đến lợn biểu diễn xiếc, rồi rất nhiều ứng viên khác lên sân khấu trổ tài. Po giữ thái độ hào hứng cho đến khi sư phụ tuyên bố chọn người. Mặt cậu ngắn tũn lại, tay chỉ từng ứng viên, rồi bất ngờ chỉ vào bản thân hô to mình là thần long đại hiệp. Các thí sinh chỉ biết thở dài vì biết mình bị bịp, sư phụ cũng lắc đầu ngao ngán với cái thằng não bằng quả nho. Ông chỉ đành dẫn Po lên cây đào trên núi, bảo cậu ta niệm chú gặp Quy lão hỏi rõ đầu đuôi. Po nghe lời ngồi xuống hai tay làm dấu, tuy nhiên cậu lẩm bẩm toàn ra bún đậu chấm mắm tôm, không thể tập trung khiến Po hét lên bất lực. Bất ngờ một làn gió cuốn những cánh đào tạo thành vòng xoáy, Po há mồm kinh ngạc tưởng Quy lão hiển linh, nhưng ngay sau đó bị những cánh đào rơi vào cổ họng ho sặc sụa. Bất giác Po phát hiện có kẻ lấp ló trên mái nhà, không nghĩ ngợi nhiều cậu vứt dép lại đuổi theo. Tên này nhỏ con nhanh nhẹn lên luồn lách khá bá, Po lên tiếng cảnh báo mà hắn không chịu thò cái mặt ra. Po tập trung quan sát cuối cùng cũng phát hiện được mục tiêu, bị bại lộ hắn quăng lưỡi đào tới. Po chặn đứng một cách dễ dàng nhưng làm rơi cây trượng, bộ dạng hơi quê cậu lấy chân khều rồi cầm lại trên tay. Lúc này kẻ đột nhập lộ mặt là một con sóc chuột, nó dùng dây xích quăng tới trói hai tay Po lại, sau đó đá đổ đống bảo khí khiến Po phải lao mình để nỡ. Tưởng đâu mọi việc đã nằm trong tầm kiểm soát thì bất ngờ sóc chuột dùng đuôi hất đổ cái bình, Po cố hết sức nhưng cuối cùng nó vẫn vỡ vụn. Quá bực mình cậu tung đòn đánh văng đối phương vào tường, sóc chuột gian xảo giả vờ nằm bất động lè lưỡi, đợi Po đến xem tình hình mới bất ngờ bật dậy tung chiêu. Po bị đá văng ra xa và rơi mất cây trượng, tuy nhiên cậu đâu dễ dàng để kẻ trộm trốn thoát như chỗ không người. Po đóng cửa mà không cần thả chó, cậu gỡ xích trên tay liên tục đá những chiếc kệ về phía đối phương. Sóc chuột né được hết nhưng không ngờ cây trượng bị vướng vào sợi xích, do không chịu buông tay nên cuối cùng nó bị trói chặt, Po cứ thế mang kẻ trộm nhốt vào nhà lao. Bất ngờ các công nhân hốt hoảng chạy về báo cáo Đại Long đã trở về, Po khá bất ngờ khi nghe tin dữ, vì con báo đó lẽ ra đang ở linh giới. Nóng ruột vì hòa bình của thung lũng bị đe dọa, ngay tối hôm đó Po cầm đuốc đội tuyết tới nhà giam, qua cuộc trò chuyện cậu đã được sóc chuột tiết lộ kẻ đứng sau mọi chuyện. Bà ta có biệt danh Mị Ảnh Yêu Hậu, một con tắc kè nhưng có thể sao chép hình dạng và khả năng của người khác. Po không hiểu vì sao bà ta lại gây sự nên muốn tìm gặp để hai mặt một lời. Vậy là cậu đã thỏa hiệp thả con cáo khỏi nhà lao để nó dẫn đường, sư phụ đến can ngăn nhưng đã bị còng tay vào cổ vịt. Cả thung lũng xôn xao về Mị Ảnh Yêu Hậu, rất nhiều tin đồn cho rằng đó là một con mụ nguy hiểm. Quả nhiên những tin đồn đó không quá, khi lúc này thần lằn hậu đã trà trộn vào đám xã hội thâm thành Bisu. Từ bộ dạng cá sấu bà ta hiện nguyên hình, bình tĩnh thuyết giáo chỉnh đốn cái đám vừa bàn cách đối phó với mình. Nói rồi Chameleon biến hình thành một con voi khổng lồ, dùng voi đẩy kẻ đầu têu lăn xuống bậc thang. Trong rừng trúc chú gấu đần vẫn miệt mài đồng hành cùng con cáo lươn lẹo, chính việc đó đã khiến Pink và Lee lo lắng. Nửa đêm họ không hẹn mà gặp, cùng xách hành trang rời khỏi thung lũng đi tìm thằng con dại. Cùng lúc đó Po ghé vào thỏ tử lâu nghỉ chân, nơi đây quy tụ toàn những thành phần bất hảo, vừa mở cửa gươm đao đã bay loạn xạ. Cáo tinh danh tranh thủ làm tí mặt trược, với khả năng của mình nó nhanh chóng vơ cả đống tiền xu. Với quả đậm cáo gọi ra cả bàn thức ăn đầy huề, Po vui mừng đánh chén vô tình chạm vào người nó. Đống mặt trược rơi xuống khiến chiêu trò bịp bợm của cáo bại lộ, bà chủ lợn lòi thấy vậy tức nổ đom đóm mắt, ra lệnh cho thuộc hạ xông lên bắt lấy bọn ăn chùa.
Cuộc hỗn chiến nổ ra khiến Tử Quán lắc lư chao đảo, Cáo nhanh nhẹn vừa né tránh vừa phản đòn, Po thì mải lo cho những nạn nhân đen đủi bị vạ lây. Tranh sáng tranh tối Cáo lục túi kẻ địch lấy tiền, tuy nhiên Po không để cho nó toại nguyện, cậu yêu cầu để nguyên hiện trạng. Đối thủ đồng loạt xông lên khiến Po phải dùng cây trượng, chỉ thấy một luồng sáng bay ra và cả bọn nằm đó đất. Bà chủ thấy vậy lao ra tử chiến, hai tay hai cái móc sắt chém điên cuồng. Nhà hàng lệch sang một bên khiến Po văng khỏi vách, tuy Cáo đã cố hết sức kéo lên nhưng không thành công, cả hai rơi xuống chiếc thuyền của ông lão bồ nông đậu phía dưới. Trải qua cuộc chiến cả hai trở lên thân thiết, Cáo giới thiệu mình tên Gen, đồng thời kể cho Po nghe về tuổi thơ dữ dội của mình. Do mồ côi nên cuộc sống vất vả vật vã, Gen suốt ngày phải vào chợ trộm đồ ăn. Po ra điều cảm thông cũng tâm sự hoàn cảnh của mình, cậu muốn làm thần long chứ không phải tông sư gì đó. Đêm hôm đó Po làm mơ thấy ác mộng, thần lằn hậu đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch làm má thiên hạ, tới khi bị Cáo tát cho cái mới thoát khỏi cơn lũ. Vừa hai thuyền qua cổng tiến vào thành phố Bisu, nơi nhộn nhịp người đông như kiến cỏ. Vừa lên bờ Po đã liên tưởng tới những món ăn, Cáo bực mình phải hét lên cảnh báo. Xung quanh toàn là đám lính của thần lằn hậu, bọn chúng đang đi thu tiền bảo kê của các hàng quán. Chưa đi được bao lâu Po phát hiện Gen là tội phạm bị truy nã, điều đáng nói là cậu ta bị tóm sau chưa đầy 30 giây. Po dùng danh tiếng thần long đại hiệp xin thương thuyết, nhưng kết cục bị bắt chung với Cáo tới nhà giam. Gen liền móc ra đồ nghề là chiếc chìa khóa vạn năng, cậu ta mở cửa sắt đẩy Po xuống tẩu vi thượng sách. Đám đầu trâu ngay lập tức truy hô đuổi theo phạm nhân, Gen vừa lấy cây sào bay qua tường cao, Po do to quá nên chọc thủng luôn cho nó mát. Nhờ thông thạo địa hình Cáo dẫn đường cho Po chạy vào ống cống, cả hai đáp xuống một chiếc xe kéo làm đường phố trở lên hỗn loạn. Đám đầu trâu vẫn đuổi theo sát nút, chúng cày nát các mái nhà quyết bắt được mục tiêu. Po bám vào những sợi dây di chuyển, do trượt tay lên rơi xuống chỗ răng đèn lồng. Những sợi dây đàn hồi đẩy văng cậu dụng chúng xe sầu riêng, cũng may lớp mỡ dày không thì khóc tiếng mán. Chỉ kịp xin lỗi chủ vượng một câu Po cong mông chạy tiếp, cả bọn vào một tiệm đồ cổ gần đó, đứa nào đứa đấy đều thận trọng di chuyển vì sợ làm vỡ thì đền ốm. Tới khu lễ hội Cáo cầm dùi chống đánh liên hồi, nắp hầm mở ra cậu ta ấn Po xuống địa bàn của mình. Tuy nhiên tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Po bị mấy con thỏ tỏ vẻ đáng yêu quấy rối, chúng nhe nanh xông đến mà cào cấu cắn xé. Po vừa gạt được cái đám ấy ra thì hàng loạt gươm đao gió mát chĩa tới, cậu đang định giở quyền cước thì lời sư phụ văng vẳng bên tai, Po liền chuyển hướng sang cầu hòa. Cũng may lão Han người đứng đầu nơi đây biết danh tiếng cụ rùa, cộng thêm việc con Cáo lươn lẹo dùng lời lẽ, ông ấy đã đồng ý cho cả hai lánh nạn qua đêm. Cùng lúc đó Ping và Ly đã tới nhà hàng thỏ, Ping mở cửa và hỏi thăm tung tích của Po. Do không biết sự tình xảy ra trước đó đã giới thiệu mình là cha con gấu trúc, ngay lập tức bị tóm cổ bắt bồi thường. Thấy ông bạn già lông Willy ngay lập tức xông vào, sử dụng khẩu khí của mình hòng giải thoát cho cả hai. Vừa nắm mặt trực Ly nhai ngấu nghiến, sau nhổ ra mấy cái răng khiến đám lợn lòi ré ngang. Ông tiếp tục nhảy lên bàn bẻ vài chiếc đũa, do thừa cân nặng nên chiếc bàn sập xuống, nhà hàng thêm một lần nữa cho đảo ngả nghiêng. E ngại cơ sở làm ăn bị phá nên lợn lòi đã chỉ hướng body, tuy nhiên họ vừa bước ra cửa thì cả nhà hàng liền rơi xuống biển. Sáng sớm hôm sau Han bảo hai thằng tị nạn chim cút, không còn cách nào khác Po phải tức tốc lên núi gặp con thằn lằn. Mặt trời lên nhưng đám lính canh vẫn ngủ vắt lưỡi, Gen ra hiệu cho Po giữ im lặng và thận trọng di chuyển. Vừa lên khỏi bậc thang Po buồn hắt hơi, Gen ngay lập tức dí hai tay chặn mũi, tuy nhiên khí lại bị truyền tới cửa hậu. Đám lính canh bị cái mùi ghê tởm đánh thức đồng loạt lao đến, may mà Po kịp thời đóng cánh cổng cắt đuôi. Cả hai bay người lách qua những cái bẫy, tuy nhiên sau đó Po bị rơi vào một cái cũi sắt, Gen bất ngờ cầm cây quyền trượng đưa nó cho thằn lằn hậu. Thì ra cậu vốn chính là đệ tử của bà ta, Po ngơ ngác ngỡ ngàng nhưng không thể bật ngửa. Trước đó rất lâu trong một lần đi ăn cắp, Gen bị thần lằn bắt được nhưng bà ta lại thả cậu ấy ra, do cảm động lên Gen đã theo phục dịch. Ảo hậu vốn cũng từ đáy xã hội đi lên, ngày còn nhỏ bà ta gầy gò yếu ớt, đam mê võ thuật nhưng không nơi nào chịu nhận. Giận quá mất khôn bà ta ủ mưu học phép, quyết một ngày làm bá chủ Giang Sơn, chứng minh cho người trong thiên hạ thấy, huyễn thuật của mình sẽ chiến thắng công phu. Việc lấy quyền trượng cũng nằm trong kế hoạch, bà ta muốn đi tới linh giới để giải phóng các tà ác linh sư. Po nghe vậy liền cố phá cũi ngăn cản, cậu liên tục tung những cú đấm uy lực đến khi nó bục cả đít. Po rơi xuống chỗ tập kết của đám lính canh, dù chân tay vo nhưng cậu cân cả đám, dễ dàng đạp cho mỗi thằng một phát tiến ra ngoài. Vậy nhưng thần lằn hậu đã giả danh thành Cáo, nhân lúc Po không cảnh giác liền đẩy cậu xuống khỏi cầu. Gen chạy tới nhưng đã quá muộn, cậu buồn bã vì nghĩ rằng bạn gấu đã toi. May thay Po bám được vào một gốc cây, tên lính thần lằn phát hiện điên cuồng lao tới, nó bám vào chân Po muốn đồng quy vu tận. Đúng lúc ấy Ping xuất hiện tung liên hoàn đạp vịt, đẩy con thần lằn rơi xuống cứu Po một mạng. Cả hai chưa kịp hàn huyên thì cành cây bị gãy, một cánh tay bất chợt nắm lấy Po, không ai khác đó là bố Ly. Dù thoát nạn nhưng Po buồn bã lắm, cậu cho rằng hai ông bố không tin tưởng mình nên mới đến tìm. Đồng thời tự trách bản thân ngây ngô rơi vào bẫy, tự tay mang cây trượng tới cho kẻ thù, chẳng bao lâu nữa thiên hạ sẽ lâm nguy. Ping và Ly thấy vậy liền thay phiên an ủi giúp Po lấy lại bá khí. Cùng lúc này thần lằn đang chờ huyết nguyệt lên đỉnh, mái vòm đã mở ra nhưng vầng trăng di chuyển chậm như rùa bò khiến bà ta cau có. Sau vài câu cầu nhau lằn hậu vung cây trượng, cánh cửa mở ra bà ta triệu hoán đại long. Tuy nhiên mọi việc không hề suôn sẻ, bởi Tai Lung đã thẳng thừng từ chối yêu cầu truyền thụ võ công của lằn hậu. Bà ta ngay lập tức đóng cửa linh giới và hạ lệnh cho đám thuộc hạ xông lên. Tai Lung nóng máu mắt chuyển vàng động thủ, trong nháy mắt đã hạ gục hết đám le ve. Vậy nhưng thần lằn đã tính toán từ trước, bà ta giả làm một tên thuộc hạ, bất ngờ lè lưỡi hút linh khí của Tai Lung. Qua đó thành công học được chiêu điểm huyệt tiệt mạch, chỉ một đòn đã đánh bay đại long vào lồng sắt. Đây mới là khởi đầu của kế hoạch,
Thần Lằn Hậu tiếp tục mở cửa linh giới, triệu hồi Sen và Kai để chiếm đoạt công phu của họ. Gen thấy tình hình bất ổn bỏ ra ngoài, tới cây cầu thì gặp Po đang tiến tới, cậu ta tỏ vẻ vui mừng vì Po còn sống, đồng thời xin lỗi vì hành động lừa đảo của mình. Không muốn Po dấn thân vào chỗ chết, Gen đã động thủ, nhưng chỉ sau một đòn cáo đã chủ động ôm lấy Po, cầu xin cậu bạn cho mình cơ hội chuộc lỗi. Po vẫn còn giận lên lặng lẽ bước vào trong, Gen ngay lập tức dẫn Ping và Lee về hắc đoàn kêu gọi viện binh, bằng những lời lẽ chân thành cậu đã thành công thuyết phục bọn họ. Trong khi đó Lằn Hậu đã hoàn thành mục tiêu của mình, Tai Lung gặp được Po thì vô cùng thất vọng, ông ta cho rằng lão Quy đã mù khi chọn cậu làm thần long. Trạm Tự Ái Po quả quyết với ông ta, nhất định sẽ lấy lại cây trượng và trả võ công cho mọi người. Phía bên ngoài lão Lee lại giở chiêu tấu hài, dù giọng điệu đe dọa rất khẩu khí nhưng vẫn bị đám lính canh đuổi cho chạy tụt quần dài. Tuy nhiên tất cả đều nằm trong kế hoạch, ba chú thỏ con xuất hiện nhanh anh, giờ là lúc chúng nó thoải mái mà cào cấu cắn xé. Từ trên cao đội phục kích đu dây đánh úp, riêng lão Han thì lộn nhào khỏi cần dây. Ping và Lee chỉ việc ngồi chơi sơi nước, mọi chuyện còn lại đã có tổ đội hắc đoàn lo liệu. Phía bên trong Po đã tìm thấy Lằn Hậu, bà ta trả lại cậu cây trượng vì tự tin với những công phu vừa sao chép được. Biết quá khứ của kẻ phản diện khá tang thương, Po liền lên tiếng cầu hòa, tuy nhiên mụ ta vẫn muốn làm má thiên hạ, bất đắc dĩ Po phải động thủ phòng ngừa hậu họa. Cậu lao đến Lằn Hậu liền chuyển dạng thành Sen đỡ đòn, sau đó đồng loạt hóa thân thành các cao thủ khác phản công. Mặc dù toàn là công phu sao chép nhưng uy mãnh chẳng khác nào bản thể, hơn thế nữa bà ta còn biến hóa ảo diệu khôn lường. Thấy bạn rơi vào thế yếu cáo đu dây xuống tương trợ, thế quái nào nhỡ đã đập mặt vào tường cái rõ là đau. Cậu vừa đứng dậy liền bị Lằn Hậu hóa voi bắt lấy, may mà thủ sẵn ám khí nên cáo nhanh chóng thoát khỏi mụ ta, cuộc chiến lúc này trở thành 2-1. Lằn Hậu tức giận bung toàn bộ sức mạnh, bà ta biến thân thành hình dáng pha trộn của tất cả các đại sư, với thân thể khổng lồ ấy dễ dàng lao tới áp đảo. Mụ tóm lấy Gen bay khỏi pháo đài, Po ngay lập tức lao theo dùng cây trượng chặn ngang cái miệng toàn răng, cuộc vật lộn khiến cả ba rơi xuống bên dưới. Gen thấy Po nằm sàn vội vàng chạy tới xem tình hình, ai có ngờ đó là mụ Lằn Hậu hóa thân, bà ta dùng chính hình dạng của Po để đối đầu với cậu ấy. Cậy trời ban cho cái lưỡi dài, bà ta dùng nó tóm lấy Po, sau đó vận sức quay cậu vòng tròn đến chóng hết cả mặt. Thổi ra ngọn lửa xanh mụ đốt cháy chiếc lồng sắt ném về phía đối thủ, Po thủ thế đỡ mà nóng bỏng cả tay. Lằn Hậu tiếp tục xài chiêu cũ, lần này bà ta tấn công một cách dồn dập, chẳng mấy chốc đã nhốt Po vào củi sắt. Không thoát được ra ngoài, Po đành giao cây quyền trượng cho Gen, tuy nhiên cuộc chiến sau đó gần như một chiều, Lằn Hậu không hề tốn sức mà cáo nhà ta vẫn ăn hành ngập răng. May thay trước đó Gen đã học được tuyệt chiêu của Po, chỉ một đòn đã khiến Lằn Hậu bay vào tường lè lưỡi. Gen quay lại thì đã thấy Po thoát khỏi lồng sắt, hóa ra cậu ta giả vờ để Gen tham chiến, Po đã hiểu đến lúc mình tìm người kế nhiệm và đó không ai khác chính là Gen. Lằn Hậu tỉnh dậy bật chế độ lén lút lao đến, tuy nhiên Po đã phát hiện và phang cho một gậy vào đầu, qua đó cậu trả lại toàn bộ công phu cho những người bị cướp. Bọn họ đều công nhận khả năng của Po, đồng loạt vòng tay cúi đầu hành lễ. Po khua gậy tạo thành một con rồng vàng mở cánh cửa linh giới, đưa toàn bộ trở lại nơi họ vốn dĩ thuộc về. Cuộc chiến kết thúc, Po mang Gen về ra mắt sư phụ, ông ấy đang uống ngụm cà phê mà phun hết cả ra. Tuy nhiên ông cũng chỉ phàn nàn vài câu rồi đi chỗ khác, bởi bản thân đã đặt trọn niềm tin vào chú gấu đần. Ngũ hiệp trở về, Gen bắt đầu quá trình luyện tập, ai cũng có thể thay đổi và xứng đáng được trao cho cơ hội làm lại cuộc đời. Và đó cũng là những tình tiết cuối cùng của Kung Fu Panda 4. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.